Rồi máy cắt cỏ Minh Kiệt xin kính chào anh em ha. Thì lời nói đầu tiên xin chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị ở gần xa ủng hộ máy cắt cỏ Minh Kiệt. Lên lô nào là cô chú ủng hộ hết lô nấy. Thì rất là vui nghe cô chú, em rất là vui. Hôm gài thì công ở bên Nhật về hơi ít quá, em cũng ít máy bán lắm cô chú ơi. Về nhiều nhiều bán mới đã, về ít quá lừa cho cô chú không có đã gì chân cô chú. Thì bữa nay em cũng còn được có 2, 4, 6, 8 cái máy. Thì em lên 8 cái, ngày mai về tiếp tục nữa nghe cô chú. Bữa nay lên giá mềm cho cô chú, hôm qua lựa máy đẹp bán hết rồi. Bữa nay cũng còn, nói chung là còn đẹp. Đẹp chứ không phải là máy tệ nghe cô chú. Nhưng mà hơi cũ hơn cái kia chút xíu. Cũng cảm ơn cô chú đã tin tưởng ủng hộ. Alo Kiệt ơi, lựa cho chú cái máy. Kiệt ơi, lựa cho chú cái máy. Là em lựa con máy xuất sắc cho cô chú. Em bán bằng cái tâm em đó cô chú. Nhiều cô chú nói thôi mày khỏi quay máy gì cho tao coi hết trơn á, mày lựa đi, tao chịu à. Mày lựa con nào cũng được hết trơn, yêu cầu mà vừa bụng mày là vừa bụng tao. Thì cảm ơn cô chú rất là nhiều nha. Cũng rất là vui đấy cô chú ơi. Rồi thì hôm nay vô bán máy cô chú, để bữa nào cũng nói nhiều trên người ta nói quá trời. Rồi hình thức bán máy của bên em là bao sống. Ủa bao ship nó lộn, bao sống luôn. Bao sống luôn máy, bao sống luôn. Rồi bao ship nè cô chú, bao ship toàn quốc. Em ở huyện U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang, em bao ship toàn quốc tới Hà Nội, cỡ nào em cũng giao được hết trơn ha. Thì em bán em tặng nè. Trước tiên là một cái đồ mở boogie rất là dày dặn, mở được cái đầu đầu lưỡi để mình lắp ráp cái lưỡi cắt này vô này cô chú, này là lắp ráp được ha. Kế tiếp là cái lục giác để mình lắp cần đồ vô ha. Kế tiếp là một cái chắn cỏ để cỏ đừng, khi mình phát cỏ đừng văng cho mình lên, là ba món. Và một cọng dây đeo máy lên để mình phát đó cô chú. Đây cọng dây nè, cái bảng rất là bự ha, là bốn món. Đây là bốn món, là lúc nào máy nào em cũng có tặng bốn món này. Kế tiếp đó là một cái lưỡi này đó, cô chú muốn lấy lưỡi này thì lấy, còn không lấy là lấy ổ cước, cắt cước là an toàn là cô chú đó. Em có xỏ đầy dây trong đây ha, một ổ này em xỏ đầy hết trơn em mới tặng nha, chứ không phải là tặng cái ổ không về khó lắm nghe cô chú. Tặng cái này hoặc là này, đây là lưỡi Nhật Bãi, hàng Nhật Bãi còn găng nguyên nghe cô chú. Nhiều khi cũng có lâu lâu mất một găng, tại vì hàng bãi mà, hàng cũ đó cô chú, thấy nó xét xét gì chưa cắt xuống cỏ một tí là nó bén lại nghe cô chú. Lưỡi Nhật Bãi cô chú muốn lấy thì em tặng vô đây, hoặc là không lấy cái này thì lấy cái này, còn không lấy cái này thì lấy cái này đó. Em tặng một món trong ba món này, cô chú muốn lấy cái nào thì lấy, còn cô chú muốn lấy hết thì thêm em mỗi cái 50.000, hai cái là 100.000 nghe cô chú đó. Thêm hết cái đống này luôn đó, nhiêu đây nè là 100.000, này là tặng, còn này là thêm hết thì 100.000. Rồi vô bán máy cô chú ơi. Rồi thì hôm nay em lên lô, hôm qua là lô phê phở đó cô chú, là hôm nay là tới lô NL. Rồi mã đầu tiên là đến từ thương hiệu Corit Gen đó cô chú, là hôm qua là lô phê P5, hôm qua nguyên lô là ế anh em này P5 giá 1,5 triệu, em này bị ế, em này im dữ lắm, em mà không biết sao bị ế, hàng này chắc chế ế chảy nước hay gì đó. Nó cũng nó đóng mà mắt in giao ăn đàng hoàng nè, như hôm qua ta lên 16-17 con bán hết trơn, của anh em này em bị ế chảy nước. Rồi công tắc nằm trên tay cần nha, test thử luôn nha cô chú, coi cái độ im nó như thế nào mà bị ế đây. Lên ra bóp vú, nó cũng vẫn có cái vú như người ta mà sao nó bị ế ta. Bơm vú ở đây nè, rồi đóng nghe giật. Nó cũng kém lắm chứ đâu phải là đơn giản đâu mà nó ế chạy. Đó nè, mổ tiếng ra ti nè cô chú, rất là bốc lửa luôn mà sao bị ế ụt gì đâu á. Đó, cho anh ti chuyển nhờ nha.
Rồi, không tắt trên tay càng luôn cô chú. Rất là nhạy luôn á, sao mà bị ế uổng gì đâu ta. Thôi kéo nhẹ cái chạy à. Để em tắt nè. Cho cô chú nè, để trên bắp giấy em nè. Giật gì đây mà ế uổng gì đâu á. Rồi, tắt cho chú ơi. Rồi, chiều hôm qua B5 là giá 1,5 triệu bị ế, bữa nay em là 1. Em giảm 100.000 luôn, còn 1,4 triệu luôn. Ngày gạch cái B5 này xui quá. Bị ế chảy nước. Xui. Ăn là 1. Giá 1,4 triệu. Bữa nay đi nghe em trai. Đừng ế chảy nước nữa nghe em trai. Rồi kế tiếp là N2. N2 đến từ thương hiệu Kawasaki. Hàng Kawasaki lâu lâu mới được em về nghe cô chú. Đó tầm gời luôn. TG20 nghe cô chú ơi. Hàng này thì nói chung là rất là ok luôn á. Kawasaki thương hiệu nổi tiếng ha. Ai cũng biết thương hiệu Kawasaki ha. Rồi cũng là bóp vú. Cái vú em nằm ở sau đít. Người ta thường vú nằm trước, còn em này vú nằm sau đít. Đó, được. Cô chú mà nghe tiếng nào bóp nghe ép ép nè. Ép ép nó. Bóp mà nghe tiếng ép ép trong luôn nè. Đó, rất là nhạy nha. Trong Kawasaki nó chạy công nhận tỉnh đi. Rất là nhỏ gọn cô chú. Đây nè, cho cô chú coi nó cái độ nhẹ nè. Này chừng chắc cỡ 3 kg mấy 4 kg rồi Lưng ơi. Chắc cái đó là nó nhẹ như bong bóng nha. Này, này mấy chú mà lớn lớn tuổi mê với con này lắm nè. Đó, để trên bắp đùi chừng nhẹ cái chạy nè. Đơn giản nha. Khỏi gì chân nè. Rất là đơn giản. Rồi TG20 đến từ thương hiệu Kawasaki, quá quá đỉnh cô chú ơi. 20cc TG20, 20cc nòng 30 ly, L2 là 2, giá 1,4 triệu nghe cô chú. Mấy chú lớn lớn tuổi gặp mấy con máy này mê chứ lắm mê. Nhẹ nhẹ nhàng đơn giản. Giỡn tay mà giỡn như bung bóng vậy. Đó, đây, đến từ thương hiệu Maguyama, 20cc nòng 30 ly. Đây, em này thì em nó về em thấy nó hơi móc móc nè. Nhưng mà chất máy bên em bán là em bao gin nguyên con. Bình xăng này bị thay, bình xăng lớn bị thay nè. Nói chung là cái nào gin thì em báo gin, còn thay thì em báo thay nghe. Con này là bị thay bình xăng lớn, nhưng mà vẫn thay bình xăng ok đàng hoàng nghe cô chú. Máy là ok. Được thiết kế một cái tum gời luôn. Nhưng mà những cái con máy đầu vuông này chạy rất là chuẩn nghe cô chú. Đầu vuông chạy rất là chuẩn luôn. Rồi em sẽ test máy luôn cho cô chú xem cái đầu vuông này nè. Những cái máy đầu vuông rất là chuẩn nha. Coi thương hiệu Maguyama mà những con máy mà nòng 32, 34, 36, 38 rồi đó. Đầu vuông này là rất là chuẩn luôn nha cô chú. Rồi lên ga. Bóp vú. Ẻm hơi đen bóp vú nè. Hơi đen đen. Bóp vú đen. Ảnh vì hơi đen đen. Rồi lên ga. Giật. Đó, nghe cái ẹn ha. Nè cô chú nhớ nghe cô chú. Mình nghe cái khi mà mình đóng e, mình giật mình nghe cái ẹn vậy rồi là mình bật cái e lên liền. Nếu mà mình tưởng là nó không chạy, mình giật hoài là xăng nó lên đầy cái họng này nè. Nè, đây cái họng này xăng nó chảy ra, cái họng này là nó không chạy nha. Nó bị ngộp xăng luôn. Mình phải khắc phục nó lại nó mới được. Mình phải tháo mu ghi, mình chùi đồ đàng hoàng. Đó. Mình nghe cái ẹn vậy rồi là bắt đầu mình giật lên. Rất là
gati nè cô chú. Nhiệt nhau nha. Gati à. Rồi công tắc nó nằm dưới đất luôn. Công tắc nằm dưới đất ha. Em được thiết kế một cái tùm gời nữa nè, rất là tiện lợi luôn, gắn vô bình xịt đó, là gắn vô chế xe đạp hay là cần đồ để đi mình gỡ ra mình đem đi rất là tiện lợi luôn. L3 cô chú nào nhà có bình xịt mua con này à, giá cũng 1,4 triệu nha cô chú. Thường thường em 1,6 triệu, em thấy em hơi đen đen, bán 1,4 triệu thôi, bán lỗ cô chú ơi. Thấy em đen là em bán lỗ liền. Rồi kế tiếp đến từ thương hiệu Magujanma luôn, em 23cc, nòng 32 ly, lớn hơn em rồi 2 ly nha. Em kế đó là nhỏ hơn em này 2 ly. Con này được thiết kế một cái màu cam tum gời đó, đầu vuông nghe cô chú, đầu vuông ha, Magujanma đầu vuông đời mới đó. Những con máy là em lấy về là máy này đời mới không cô chú. Rồi cũng là bóp vú em. Rồi đóng e lên ra. Đó, rất là nhạy nha cô chú. Quá chỉnh nha, nổ tiếng quá chỉnh nha. Đây này, rồi công tắc nằm sau này luôn ha. Con này thì cũng thay bình xăng lớn này, bình xăng mới này cô chú. Đây độ dày nó nè, muốn nghe cô chú nè. Đó, nói chung là những em này thì nó hơi đen đen, mấy em hơi đen đen nên em bán cái giá rẻ, thường thường là tung rời. Mà máy này thì giá 1,8-1,9 triệu không đó, nhưng mà hôm nay thì để em 1,6 triệu thôi. Nói chung là nó đẹp thì giá khác, mà đẹp mà hơi đen thì giá khác nha cô chú. Này đẹp hơi đen. L4 giá 1,6 triệu thôi, vẫn bao ship tới nhà, lỗ vẫn bao ship nha cô chú. Tặng cũng 5 món, muốn lấy lưỡi nào lấy nha cô chú. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Magujanma, em nó được thiết kế một cái màu hồng rất là mạnh mẽ luôn. Hồng màu hồng mà mạnh mẽ luôn mới ghê á. Hồng mạnh mẽ. Đây thương hiệu Magujanma 20cc nòng 30 ly, con này thì ghim nguyên con, bình xăng này vẫn ghim. Rồi con nào ghim sao hay là sao thì em báo hết toàn bộ, em không có giấu một cái điểm nào cho nghe cô chú. Tại vì máy bên em bán không có lấy cọc trước. Nếu mà em báo gì đây mà lỡ có thai gì, hoặc là cô chú chốt con máy này đi mà em báo có thai gì á, thì đến nơi cô chú kiểm tra đâu có lấy đúng không, tại vì em không có lấy cọc trước, nên em phải làm sao cho chuẩn thiệt là chuẩn, em bán cho chuẩn thiệt chuẩn mới được. Quên giật máy nữa là nói không. Rồi vẫn là bóp chốt, bán cho thiệt là chuẩn, nên tại vì em không có lấy cọc trước, em phải làm sao cho thiệt chuẩn cô chú mới nhận hàng em, còn em làm tầm bậy thì cô chú đâu nhận đúng không. Rồi giật rất là hay ha. Máy em bán thì cô chú cứ an tâm, em đã đưa lên đây thì cứ an tâm. Những con máy đưa lên đây là cô chú cứ an tâm, tại vì em đã lựa, em tiễn ra hết trơn em mới bán. Còn những con máy đã gã hay là làm máy hay là bất cứ gì là em đã cho nó đi hết trơn rồi, không có còn để lại, bán cho thợ để gã xác hết rồi. L5 giá 1,4 triệu. Thấy cái màu nó không được mạnh mẽ không nên em bán nó hơi rẻ. Màu này thì mấy chú lớn lớn tuổi nữ xài được, chứ mấy anh nam chứ anh không mua đâu. Màu hồng mạnh mẽ quá. Hồng nó mạnh mẽ.
Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Magu Yanma 26cc nồng 34 ly, chụp giật trợ lực luôn. Chập nhưng mà em này thì nó nhìn nó hơi cũ kỹ ha, tại vì cái da ngoài cũ thôi, nhưng mà những con máy em đã đưa lên đây là những con máy là còn gin, tiếng máy còn chất, nói chung là máy móc là ngon lành hết, em mới đưa lên đây em bán, chứ không phải là những con máy mà tại mà em đưa lên đây em bán đâu nghe. Máy tệ là em đưa cho thợ gã sát hết rồi. Rồi em cũng test máy luôn, bật công tắc lên ga, bóp vú ống e, bóp ẹt ẹt này, này trợ lực nha, trợ lực ngược nha cô chú. Này những cô chú nào không chê con này thì chơi con này là rất là mê nè. Đó, buông lại là chạy. Đó, không chữ cô chú ơi. Rồi. Không nhờ cái đồ nhạy của nó quá nhạy. Nằm 34 ly nó kêu có tiếng nha, thằng ghê quá bao lên. Đúng rồi. Nhà cô chú có 100 công đất thì mua mấy con này chạy nha. Này, công tắc nó rất là đá nè. Công tắc rất là nhạy. Nè, chất máy trong nè. Bô đồ còn sáng rực kìa. Thấy em cũ kỹ vậy đó. Chứ bên ngoài em đen nhưng mà lòng em trắng vậy đó. Lên. Da em đen nhưng lòng anh trắng. Ừ, da em đen nhưng lòng em trắng. Đây mấy cái chụp giật cả lực nè, cô chú coi nè. Này em bé mà có 5 tuổi, 6 tuổi là nó kéo ra chạy đó. Cứ buông ra là chạy à. Nè tắt à. Cứ nè, cứ cô chú nè, nhìn hai ngón tay nè. Em kéo ra nè, em bỏ ra nè, rồi em buông lại nè, là chạy à, đã vậy đó. Nhưng mà được biết cái là em này em hơi da em đen nhưng mà lòng em trắng. Gì đâu đây nè, quá đã luôn cô chú. Mà cái chơi đậu mũng đó nè. Đó rồi, con này phải mới cây đã tay luôn. Bán này vẫn là bán lỗ nha cô chú, ăn lời 6. Thường thường em này á là em từ giá từ 21 tới 22, nhưng mà da em đen nó lòng em trắng nên cái giá em quá rẻ. 1.800.000 nha cô chú ơi, ăn lời 6 giá 1.800.000. Cô chú nào mà không chê da em đen thì chơi con này. Tại vì mấy cái cỏ thì cũng đâu cần mới đâu, mình cắt ngày hay ngày thì bụi nó cũng đóng rồi. Đá gì đâu á, quê gì đâu á. Kéo tay nè, cần gì vậy chứ. Không cần dùng sức. Không cần dùng sức. L6 sao à, tới là 7 hả Linh? Này 7. L7 đến từ thương hiệu Makita 262. 26cc. Con này mà đẹp nè. Da em đen, da em cũng đen nhưng lòng em trắng nè. À, mấy con này thì nhà có ruộng mà nhiều nhiều thì chơi mấy em này nha. Rồi con này được lên tay ca bóp luôn nè, nghe lên. Lên luôn. Lên được tay ca bóp này à. Im nè. Bóp thắng xe đạp đó cô chú. Nè, nghe cái tiếng kêu của cái em này mới tổn nè. Nồng 34 ly nghe cô chú. Đó, nghe cái ẹn rồi ha, bật cái ẹn lên liền. Rồi bắt đầu nè, bóp ga nè, giật. Đó, nghe cái tiếng này cô chú, nghe em bóp cái nó lanh nè, nghe nó lanh còn hơn là con sáo nè. Em quay vô cái này luôn nè, lên cho cô chú xem này nè. Đó, tối cả lúc nghe. Bởi vì cái độ trơn của cái nằm bê tông rất là phê nè. Quá đã luôn. Bóp hoài biết mệt luôn ha. Rồi công tắc nằm đây à, rất là tiện. Phê quá, bóp phải bóp hoài á. Đã quá. Tắt nè. 26cc nồng 34 ly, bắt cước vẫn ok. L7 giá là 1.7 triệu thôi luôn. Này nồng 34 ly mà vẫn có 1.7 triệu nghe cô chú.
em để cái giá phải nói là rẻ thúi luôn đó. Giá mềm luôn cô chú ơi. Da em đen nhưng lòng em trắng. Rồi, cuối cùng là một con ớt tin đến từ thương hiệu của Đức nghe cô chú, 21cc, con này nồng 32 ly. Con này là nồng 32 ly nghe cô chú, tại cái chụp giật kia nó đã hư rồi. Em lấy cái chụp giật của cái máy ớt tin 21cc em gắn vô đây nghe cô chú. Đó. Mà đồ nó là đồ gin nha cô chú chứ không phải đồ lô nha. Đây chụp giật gin của theo của Đức luôn nè. Nhưng mà còn bình xăng này nè, là bình xăng gin. Thay rồi. Vẫn thay bình xăng gin nha cô chú. Chứ không phải thay bình xăng lô nha. Đó, những cái con máy nào có những cái đặc điểm sao sao là em báo hết. Ít tin. Nè cô chú nghe cái dòng máy ít tin nó nổ nè. Ít tin ít gì cũng phải bóp vú nghe cô chú. Thằng nào cũng phải bóp vú hết trơn á. Lên ra. Đóng e. E nằm trước nè. Đỉnh cái tiếng bồn của nó lên này. Nghe đỉnh luôn cô chú ơi. Nghe con tiếng máy nó nè. Quá hung dữ luôn. Thương hiệu của Đức chạy ghê. Quá trời hung dữ luôn. Da em đen nhưng lòng em trắng. Con nào cũng nói chung là chắc máy thì bảo ok ok, nhưng mà dàn ngoài bữa nay không bao được dàn mày, em hơi đen không à. L8 giá 1,5 triệu luôn, để rất là mềm luôn ha. Ít tin cũng 1,5 triệu nha cô chú ơi. Ít tin mà có 1,5 triệu à. 32cc á, này chừng 3 ký 32 ly nè. Chừng 3 cái máy nó nhẹ nè. Đó, thêm thấy giờ. Đơn giản. Rồi, cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ máy cắt cỏ Minh Kiệt rất là nhiều. Cô chú nhớ cho em xin một cái like, một cái đăng ký kênh, nhớ chia sẻ qua Facebook, Zalo, chia sẻ cho bạn bè mình biết là Minh Kiệt có bán máy cắt cỏ rất là có tâm nghe cô chú. Và máy rất là đẹp. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú vào 7 giờ ngày mai. Bye bye cô chú.